sáng ngày 29 tháng 9, tại trường Trung học cơ sở Ngọc Khê, Ủy ban nhân dân huyện phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành đoàn thể chính trị xã hội huyện, Ủy ban nhân dân xã Ngọc Khê long trọng tổ chức lễ phát động ra quân hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2019. Đồng chí Phạm Công Cúc, Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện phát biểu phát động tại buổi lễ. Về dự tại buổi lễ có đại diện các cơ quan ban ngành cấp huyện, các trường học trong toàn huyện cùng đông đủ cán bộ nhân dân, giáo viên học sinh trường Trung học cơ sở Ngọc Khê. Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2019 có chủ đề Hành động địa phương tác động toàn cầu, trong đó tập trung chính vào vấn đề giảm thiểu, chống ô nhiễm rác thải nhựa. Đây là nội dung thiết thực, cấp bách trong bối cảnh nhiều quốc gia trên thế giới đang nỗ lực để loại bỏ ô nhiễm do chất thải nhựa, đồng thời kêu gọi toàn hệ thống chính trị, các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và đồng bào cả nước cùng chung tay đồng lòng, quyết tâm hành động và thực hiện mục tiêu đến năm 2021. Các cửa hàng, chợ, siêu thị ở đô thị không sử dụng đồ nhựa dùng một lần. Phấn đấu đến năm 2025, cả nước không sử dụng đồ nhựa dùng một lần. Không sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần tại các cơ quan đơn vị. Phát động phong trào thu gom, phân loại các sản phẩm dùng từ nhựa, bao bì, túi ni lông và vận chuyển đến nơi tái chế xử lý theo quy định. Đây là hoạt động thường niên có ý nghĩa hết sức quan trọng trong công tác bảo vệ môi trường. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phạm Công Cúc nhấn mạnh: bảo vệ môi trường là vấn đề sống còn của nhân loại, là nhiệm vụ của mỗi người. Hãy bắt đầu từ những hoạt động bảo vệ môi trường tại chính nơi sống của chúng ta sẽ có tác động lan tỏa đến toàn cầu, làm cho thế giới sạch hơn. Đề nghị các cấp các ngành, các cơ quan đơn vị doanh nghiệp và cộng đồng cùng hành động triển khai thực hiện các hoạt động như không sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần tại cơ quan đơn vị, phát động phong trào thu gom, phân loại các sản phẩm dùng từ nhựa, bao bì, túi ni lông và vận chuyển đến nơi tái chế xử lý theo quy định. Các cấp các ngành cần tăng cường tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về tác hại của chất thải nhựa, túi ni lông đối với kinh tế xã hội, môi trường và sức khỏe con người, xây dựng các giải pháp hữu hiệu nhằm giảm thiểu tiêu thụ, tăng cường tái sử dụng, tái chế chất thải nhựa đến cộng đồng và người dân. Đề nghị các doanh nghiệp, siêu thị, chợ, trung tâm thương mại sử dụng các vật liệu thân thiện với môi trường, thay thế các sản phẩm nhựa sử dụng một lần, túi ni lông khó phân hủy. Đặc biệt, mỗi người đều có thể tham gia hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn bằng những việc làm thật đơn giản như phân loại, tái chế, tái sử dụng chất thải, sử dụng tiết kiệm nguyên liệu, cùng tham gia các hoạt động vệ sinh môi trường xung quanh gia đình, cơ quan, đường phố, trồng thêm nhiều cây xanh, tuyên truyền vận động mọi người trong gia đình, cơ quan, cộng đồng cùng có ý thức bảo vệ môi trường, đồng thời lên án những hành vi gây ô nhiễm môi trường, thói quen sử dụng lãng phí tài nguyên năng lượng. Nhân dịp này, ngay sau buổi lễ, các quý vị đại biểu đã hưởng ứng chiến dịch bảo vệ môi trường làm cho thế giới sạch hơn bằng việc trồng cây xanh và ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường, thu gom rác thải tại khu vực của đơn vị mình.